và hai xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Dũng Lock Mango đây. Ok, một ngày mới tốt lành nha các bạn ơi. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với phần chơi game Bedwars nha các bạn ơi. Thì nói chung là cái game này khá là cuốn luôn, nếu mà càng chơi thì càng cuốn các bạn ơi. Rồi ok, thì trước khi bắt đầu vào video, nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video thôi các bạn ơi. Thì hiện tại á là các bạn có thể thấy nguyên cái map Bedwars đã khác rồi các bạn. Bình thường là nó sẽ trong một cái không khí Giáng sinh đúng không? Bây giờ đã được update rồi đây các bạn ơi. Và ở đây có một cái khẩu pháo nữa nè. Wow, bắn vô là lên trên đây luôn các bạn. Ồ, có những cái vật liệu nhìn lão quá ha. Thì đây chính là map mới của Bedwars nha các bạn. Cái map sảnh nha. Thì không biết là bên trong map á thì có map mới không nữa. Rồi thì ngày hôm nay mình sẽ quay cái này luôn nè các bạn. Mình để ý thấy là mình có 6 lượt quay luôn nè. Để coi mình quay được cái gì không. Ơ, cái này là cái gì? Rồi đẩy lùi một. Oh my god. Tưởng là một viên 3, cấp 3 các bạn ơi. Không ngờ là một. À, một cái gương nữa các bạn. Quả đã luôn. Rồi cái gì nữa đây? Quay cái gì nữa đây? Oh, cấp 2 các bạn ơi. Đá cấp 2. Không sao, không sao. Vẫn lấy nha. Rồi. Oh, cái này cái gì đây? Đặc quyền vật phẩm 3 ngày. Trong cửa hàng dụng cụ bạn sẽ mua được một tặng một. Vô vô. Và một cái gì nữa đây? Gấp đôi kinh nghiệm. Mình không hiểu cái thẻ này là như thế nào. Mua một tặng một là sao? What the hell? Một viên 3 cấp 3 các bạn ơi. Quá đã quá đã. Hiện tại là mình đang có mấy viên cấp 3 luôn nè. Bây giờ mình sẽ gắn thử luôn nha. Mình sẽ tháo mấy cái viên cấp 1 ra đi các bạn ơi. Viên giờ này ai xài cấp 1 nữa đúng không anh em? Rồi bây giờ mình sẽ gắn viên cấp 3 nè. Tấn công kiếm có xác suất 4,3% đốt cháy. Quá đã luôn. Còn cái này là cái gì đây? À, phục hồi hả? Phục hồi thì mình sẽ đặt bình thường. Rồi cái này viên cấp 3 luôn. Và viên cấp 3 luôn. Quá đã. Tiêu diệt là được. Ô, cơ hội hồi phục 20% HP sau khi giết nè. Wow, mới biết. Rồi, ba lô. À, không có gì cả. Rồi quay tiếp nào. Không đủ lượt quay hết rồi các bạn ơi. Rồi để mình quay gương cái. Mình mới vừa được cái gương mà đúng không? Đây nè. Đó, cái gì đây? Hồi phục nhanh trong 12 giờ. Không có gì cả. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi Bedwars nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình có một cái món vũ khí mới nữa nè các bạn. Thì cái này mình không biết là từ đâu ra nó chui vô ba lô mình á các bạn. Đây nè. Cái wheel này mình nghĩ là anh em đều có đúng không? Mình thấy là từ đâu ra nó chui vô ba lô mình á. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vô chế độ 4 người thôi. Mình chơi xếp hạng luôn đi các bạn ơi. Nhiều khi mình chơi xếp hạng á, nó sẽ có trách nhiệm hơn các bạn. Đỡ AFK hơn. Mấy anh quỷ AFK không à, buồn dễ sợ buồn. Rồi bột biển. Mình nhận được 4 cái. Cái này mình thấy cũng ít xài lắm mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng mình lụm cây wheel nha các bạn. Ok. Hiện tại là mình chơi trên mobile luôn. Cho nên là mình khá là chiến các bạn ơi. Chơi trên PC thì hơi thọt xíu. Rồi có bạn nói với mình á là đổi sang cái chế độ này nè sẽ đánh rất là ok. Đâu để bây giờ mình sẽ đổi nha. À, rồi. Lụm vàng. Sao toàn là sắt không vậy ta? Toàn là sắt không à. Rồi bây giờ mình sẽ mua mấy cái này. Rồi mua cả cho mình một cái kiếm. Đó, đủ rồi. Quá đủ cho một cuộc tình. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái chỗ giữa nha các bạn. Để coi cái chế độ mà góc nhìn thứ ba thì team mình qua bên kia luôn kìa các bạn. Ok. Được quá nhờ. Đúng là gặp team biết chơi các bạn ơi. Rồi góc nhìn thứ ba nha các bạn. Oh my god. Rồi góc nhìn thứ ba. Được á chứ các bạn. Mình thấy cũng được á chứ các bạn. Mình kiểu như là mình sẽ nhìn bao quát hơn. Rồi sao không đập đi. Ok, mình đập. Có lẽ thanh niên này không mang mấy cái dụng cụ rồi các bạn ơi. Thằng nào đánh mình vậy? Ây da, nào đánh vậy ta? Mình có đốt lửa các bạn. Quá đã luôn, mấy cái ngọc cấp 3 đốt lửa quá đã luôn. Thôi nhưng mà chơi cái chế độ này kiểu khó quá các bạn. Mình cảm thấy chưa quen lắm. Bây giờ mình sẽ đổi lại nha. Trời bấm không. Rồi, mình sẽ xoay như thế này để đánh nha các bạn. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ đi tới chỗ nào nữa đây? Còn chỗ, team mình đang đánh lộn với màu đỏ với chúng tôi nè. Trời ơi, ta nói chơi mobile á đã quá các bạn ơi. Lít vô là chết mấy mạng rồi các bạn. Ô, lụm liền.
có tiền liền. Rồi bây giờ mình sẽ đi về nhà và mình sẽ mua cho mình một cây quyều nha các bạn. Ok luôn. Ngày hôm nay là video ngày hôm nay là spotlight cây quyều các bạn ơi. Quyều chiến Viking. Rồi cây quyều của tôi đâu rồi? Đây đúng không? Ôi còn hai đồ nữa các bạn. Còn hai emerald nữa mới được. À, mình sẽ mua cho mình một bộ giáp đi. Mình đang có đồ nè. À, quá đã. Rồi. Còn hai cái nữa nha các bạn. À, xanh làm gì đây? Xanh 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 mình sẽ cho nó xanh như trái banh luôn các bạn ơi. Rồi, không biết là không có tội. Mày hả con? Quá đã các bạn ơi. Trời ơi, mấy thanh niên này bắt lóc mà không nhìn đường. Rồi, bây giờ mình sẽ vô đây mình mua cái mình lấy cái ngọc lục bảo nha các bạn. Mấy cái ta? Hiện tại là 4 cái rồi. Ồ, ở đây có slam luôn nè. Hay ta. Mấy thanh niên này mua nhiều ấy. Ồ, team vàng của mình mới vừa clear được mấy đứa luôn kìa các bạn. Ghê thiệt sự. À, team đỏ. Cái thằng team đỏ này. Team đỏ này. Sao vậy em? Sao vậy em? Ok các bạn ơi. Mấy thằng này nó kiểu bắt lóc mà không nhìn đường các bạn. Quải thiệt sự. Ôi, mình đã có cây wheel rồi đây. Ồ, ồ sao lại cây ỷ thiên kiếm nha. Kiểu ta, mình nhớ là mình trang bị cho mình một cây quyều rồi mà. Hay là mình phải mua cây quyều. Rồi để mình coi thử coi cây quyều coi. Đây nè, cây quyều nè. Cây quyều nè. Cây quyều nè. Rồi, à đúng rồi các bạn ơi. Cây quyều, mình update cây quyều chứ không phải là cây kiếm. Ây da, không sao, nhìn nó cũng đẹp quá ta. Ok, nhìn nó cũng khá là chất luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi săn đối thủ nha các bạn. Hiện tại là mình đang có khá là nhiều đồ rồi. Trời ơi, thằng màu đỏ rồi các bạn. Nó bắt lóc rồi các bạn. Dữ thiệt sự luôn. Ok. Cái gì mà quăng quèo quá vậy? Rồi. Tới công chuyện nè. Đập. Yes. Ờ, chưa. Yes, ok. Trời ơi, mấy thằng này cũng không nhận ra hả? Có chữ nguy hiểm mà không nhận ra. Trời ơi các bạn ơi. Quải thiệt chứ mấy thanh niên này. Chơi mà không biết gì hết vậy. Rồi xong, hai đứa. Còn đứa nữa. Trời ơi, tội quá anh em ơi. Tội quá, bị mình đánh ra. Cái gì đây? Xanh muốn qua chơi hả? Không có cửa luôn. Wow. Trời ơi, chơi mobile đã thiệt á các bạn. Đúng là game cho mobile mà các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ qua đánh này. Kiểu lít lít spam vô á, thằng nào đỡ nổi đúng không? Rồi, thanh niên có cây kiếm gì đã quá ta. Ở đâu rồi? Mới thấy một cái cây kiếm màu vàng mà. Rồi bỏ qua đi các bạn ơi. Trời ơi, vậy win rồi. Bây giờ mình chỉ cần thanh toán thằng xanh nữa thôi là quá là tuyệt vời luôn. Mấy thằng này bắt lóc từ nhà nó qua chỗ nhà mình. Mình chỉ cần đi thôi, khỏi cần bắt lóc. Rồi màu xanh đây đúng không? Ấy da. Cái gì nha? À, mình có cung mà đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy cung ra. Đó. Ủa nó bắn hả? Bắn hả? Bạn nghĩ bạn tuyệt vời lắm hả? Ok. Rồi mình hết cung rồi các bạn ơi. Mình chắc là mình sẽ đi móc lốm nha các bạn. Mình sẽ móc đường kia nha. Ok, mình sẽ chạy về nhà mình và sau đó mình móc ngay cái chỗ mà đường bên kia kìa. Đó. Rồi, quá đã. Hiện tại là khá là nhiều lốc luôn mọi người ơi. Nhà thì không có ai thủ quá vậy ta. Ơ, sao team của mình bị đục hết rồi? Trời ơi, giờ mới để ý team mình bị đục hết rồi các bạn ơi. Bị đục cái giường rồi. Wow, mấy thanh niên này thủ nhà gì kỳ vậy? Rồi, mình nghĩ là chắc không có ai thủ nhà rồi các bạn ơi. Rồi, ok, và bây giờ mình sẽ đi móc lốp nha các bạn. Hên xui nha. Nếu mà mình móc được thì mình sẽ lực kèo. Còn không móc được thì không lực kèo. Ok chưa? Ồ, màu vàng của mình qua rồi kìa. Quá đã. Xong hai thằng. Còn thằng nào nữa không? Không còn thằng nào nữa. Ok. Yes. Ui, đã quá các bạn ơi. Đánh chay các bạn. Ôi, thằng nào cứ đánh mình hoài vậy ta. Ok, vậy là mình đã đánh bại được cái giường của team xanh rồi mọi người ơi.
Ôi, nói chung là trong trận ngày hôm nay gánh team rồi các bạn. Ôi, ba cái giường là của mình luôn ấy. Ha 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 ha, thanh niên màu xanh này chuẩn bị nè. Thôi mấy thanh niên màu xanh này kiểu bị móc lốp hoài luôn á các bạn. Xong. Đi về đi bạn ơi. Rồi, còn một thằng nữa thôi. À, mình thấy rồi. Nó ở bên kia các bạn ơi. Phải cẩn thận nha, mắt công nó có cung ấy. Ôi coi. Ôi, mấy thanh niên màu xanh này cứ cắm đầu vô mà bắt lốp không à các bạn. Không hiểu sao nữa mọi người ơi. Cắm đầu bắt mà lốc nè. Yes, vậy là mình đã win rồi. Rồi ok các bạn ơi, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì bye bye và see you again. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.